Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Chúng ta học lại tập 1 quý vị. A Di Đà Phật. Tập 1 này là tập trở lại đầu tiên chúng ta học, và lần này là học lần thứ 6 quý vị. Và những đức đọc một công đoạn của Ấn Độ dạy rất hay. Để quý vị khi coi cái tập 1 của bài quyết chí này, quý vị cọ với lời của Ấn Tổ dạy, đối với môn tịnh độ này quá đặc biệt, quá thù thắng. Dù chúng ta có tan nhà mất mạng cũng phải niệm Phật, vì đây là pháp môn đại thù thắng. Và chúng ta nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, vì pháp môn này là pháp môn mười phương chư Phật tán thán. Nhớ nghe quý vị, pháp môn đặc biệt. Đại sư Ấn Quang tán thán pháp môn tịnh độ: chín cõi chúng sinh lìa pháp môn này không thể viên thành quả Phật, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này không thể lợi khắp quần sanh. Niệm Phật là pháp môn đặc biệt, Đức Phật một đời chỉ dạy, căn cơ thượng, trung và hạ đều được lợi ích. Tất cả chúng sinh trong pháp giới đều nên tu tập, trên đến Bồ Tát đẳng giác, dưới đến kẻ buôn bán nhỏ, hạng đầy tớ thấp hèn, chỉ cần chịu niệm Phật đều giống như nhau. Thừa cơ nương vào sức Phật cứu độ, vượt phàm vào thánh, thoát khỏi sinh tử. Niệm Phật là pháp môn vô thượng, rất cao siêu, huyền diệu, không thể nghĩ bàn, thành tựu trong một đời này. Quý vị nghe công đoạn này cực kỳ quan trọng nha. Chín cõi chúng sinh lìa pháp môn này không thể viên thành quả Phật. Chín cõi là từ tam đồ ác đạo cho đến Bồ Tát, là chín cõi chúng sanh mà bỏ pháp môn này không thể viên thành quả Phật. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này không thể lợi khắp quần sinh. Mười phương chư Phật đều đem pháp môn tịnh độ này để giới thiệu cho cái quốc độ của các ngài thì mới lợi ích cho quần sinh. Niệm Phật là pháp môn đặc biệt, Đức Phật một đời chỉ dạy, căn cơ thượng trung hạ đều được lợi ích. Đây là pháp môn đại thù thắng. Nên chúng ta ngày ngày đều chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, ngày ngày đều đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Nhưng pháp môn này là pháp môn cực kỳ khó tin. Người phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin pháp này. Nếu người không đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên khó tin pháp này lắm. Nên pháp này là pháp khó tin. Nên nhiều người tu tập pháp môn tịnh độ, tu giữa chừng bỏ cuộc, hoặc gặp sự cố gì bỏ cuộc, hoặc là niệm Phật vô vị cũng bỏ cuộc. Nếu như quý vị là người tu cả đời không bỏ cuộc, chỉ có tín nguyện niệm Phật mới không bỏ cuộc. Nhớ kỹ, tín nguyện niệm Phật mới không bỏ cuộc. Nếu không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì nhất định bị bỏ cuộc. Chỉ có tín nguyện niệm Phật thì mới không bỏ cuộc. Còn không tín nguyện niệm Phật là bỏ cuộc chắc chắn. Nên mỗi người chúng ta tu pháp môn tịnh độ này phải gầy dựng tín nguyện kiên cố. Không gầy dựng tín nguyện kiên cố là bỏ cuộc chắc chắn. Nên phải nhớ, niệm Phật là pháp tu không thể nghĩ bàn. Quý vị không thể nào nghĩ nổi vì sao pháp này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Không thể nào bàn hết. Chúng ta chỉ cần nương vào lời của Phật dạy, tán thán tịnh độ. Pháp không thể nghĩ bàn. Mà mình lại gặp ngay cái pháp không thể nghĩ bàn, pháp tu đại thù thắng như vậy, cuộc đời của mình đại nhân duyên phước báo lớn cỡ nào quý vị. Người ta có thể không vừa lòng, không vừa ý phỉ báng mình, nhưng quý vị phải nhớ pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt không thể nghĩ bàn. Có những người họ nói mình không biết, họ mới thật sự là người không biết. Vì cái biết của mình là cái hành trì pháp môn niệm Phật này lợi ích rất lớn. Còn cái không biết của họ là họ không biết niệm Phật. Nên từ nơi đó họ làm sao cảm nhận được pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn này. Nên có những người họ vô, họ bình luận, họ nói những đức rằng: vì ma tăng ma gì tùm lum, những đức nói nếu ma mà khuyên người niệm Phật điều đó cũng rất tốt, khuyên người niệm Phật điều đó rất là tốt.
Vì pháp này mười phương chư Phật đều tán thán. Mười phương chư Phật đều tán thán. Như vậy thì mười phương chư Phật tán thán, mà có ma mà biết tán thán pháp môn niệm Phật, phi người niệm Phật thì bị nghĩ pháp này thù thắng cỡ nào. Nên thiệt thòi nhất là người không biết niệm Phật. Thiệt thòi nhất là không biết niệm Phật. Nên chúng ta rất mừng vì mình được nghe pháp môn tịnh độ, mình được tin pháp môn tịnh độ, mình chịu niệm câu Phật hiệu này. Những đức tin 100%, khi quý vị niệm câu Phật hiệu này, tâm lượng bị tự mở rộng ra. Khi quý vị niệm câu Phật hiệu, tự nhiên tâm lượng bị mở rộng ra. Và khi tâm lượng quý vị mở rộng ra, dù tất cả sự cố gì có đến với quý vị, quá giải cực kỳ nhanh. Quá giải là ngay chỗ nào? Nội tâm mình. Vì nhớ, người tu đạo từ tâm, như vậy thì tất cả cái khổ đau trong cuộc đời cũng từ tâm mà quá giải. Nếu không từ tâm quá giải, xin thưa quý vị, cái khổ đau này triền miên không dứt. Nên dù cái nghiệp chướng, cái khổ đau gì đến với mình, chỉ có ngay từ tâm quá giải. Vì tu Phật từ tâm, như vậy thì khổ đau cũng từ tâm. Nên dùng có Phật hiệu này để giải tâm. Đây là cách giải nghiệp. Nên Ấn Tổ Ngài nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, nhưng phải niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Nên có người phàm tâm chúng ta không vừa lòng không vừa ý. Có người phàm tâm của chúng ta thường buồn giận hẳn trách người khác. Nếu như chúng ta muốn gầy dựng được Phật tâm thì chúng ta không buồn giận hẳn trách ai cả. Chúng ta còn mê hoặc điên đảo thì mình giận hờn ai một chút, quay lại niệm Phật, buông liền. Nên tổ sư mới nói rằng không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là gì? Là những ý niệm không vừa lòng không vừa ý. Giác là gì? Là câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Nên những ý niệm không vừa lòng không vừa ý, bực bội khó chịu không đáng sợ. Sợ nhất là không niệm Phật. Nếu như những ý niệm đó nổi lên, bởi vì niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tức khắc quá dài. Nên Ấn Tổ Ngài nói phải niệm lâu dài mới chuyển được những phàm tâm đó. Còn nếu như quý vị không niệm Phật thì sao? Không niệm Phật thì nhất định sẽ đi vào lầm lỗi, lầm lạc. Tại vì mình không niệm Phật, mình không có cơ hội để quay lại. Quý vị phải nhớ rằng dùng có Phật hiệu niệm Phật để phát tâm Phật là hay nhất. Quý vị biết rằng môn tu nào cũng mong rằng phát được tự tánh Phật. Nhưng niệm Phật là cách phát tự tánh Phật hay nhất. Niệm Phật là cách phát tự tánh Phật hay nhất. Nên quý vị nghe những câu này, quý vị nhớ cả đời quý vị là niệm Phật là một phương pháp phát tự tánh Phật hay nhất. Nếu như quý vị không phát được tự tánh Phật thì hận thù báo thù, hận thù chối buộc, đời đời kiếp kiếp không dứt. Quý vị biết rằng tuy trong kinh Phật nói rằng nghiệp chướng chúng sanh tạo nếu có hình tướng thì tạng hư không có pháp giới cũng không có chỗ chứa, nhưng quý vị nhớ, chúng ta không phát được tự tánh Phật thì cái tâm hận thù đó sẽ chối buộc chúng ta trở thành tướng nghiệp. Khổ đau có thật. Bây giờ quý vị coi đỏ tam đồ ác đạo gì, khổ đau đó thật hay giả? Không lẽ quý vị nói giả? Thật. Thật là gì? Chúng ta chấp vào khổ đó, nó thành ra khổ đau. Chấp vào sân hận nên nó hiện ra địa ngục. Chấp vào tham lam quá nặng, nó hiện ra cảnh giới của quỷ đạo. Chấp vào ngu si quá nặng, không biết đúng sai chánh tà, không biết phân biệt rõ ràng quả báo súc sanh. Từ nơi đó mà mỗi người chúng ta tự mình gầy dựng. Nếu như mình tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thì mình chân thật gầy dựng niệm Phật. Niệm Phật là cách đặc biệt nhất để phát tự tánh Phật. Không còn cách nào đặc biệt bằng cách này đối với chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp này. Trong thời mạt pháp này chúng ta là những chúng sinh nghiệp chướng của mình này quá nặng nề. Nên mình nương vào bổ nguyện của Phật, nương vào cái đức của Phật, nương vào cái quả giác của Phật để phát ra tự tánh Phật của chính mình. Nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, siêng năng niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Và giúp cho quý vị có góc độ nhìn thấu cực kỳ sâu. Nên pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm quý vị. Nếu như chân thật mà hành trì thì quý vị sẽ thấy tịnh độ này cực kỳ thù thắng. Những đức trong dòng thời gian chia sẻ Phật pháp, rất nhiều buổi chia sẻ Phật pháp và rất nhiều máy nghe pháp truyền bá ra ngoài và khắp nơi nơi, thì quý vị biết rằng nếu như quý vị chân thật chịu nghe,
Dù là những bài cũ quý vị cứ nghe lại đi, vì sẽ thấy lợi ích cực kỳ lớn. Những đức đều quay tới quay lui cái việc tán thán pháp môn niệm Phật không à, đều là tán thán pháp môn niệm Phật không à. Nên quý vị có thể nghe lại những bài cũ, quý vị có nghe lại để nhắc nhở chính mình. Một chiếc máy nghe pháp thôi, cầm lúc nào cũng nghe được hết. Những đức cũng từng tặng máy nghe pháp biết bao nhiêu mà nói. Nếu như mình biết trân quý, chịu nghe thì đúng là quá quý. Những đức nói như bản thân những đức, một cái phòng những đức 4-5 chiếc máy niệm Phật đấy anh chị. Chiếc máy này hư còn chiếc máy kia, chiếc máy này hết pin còn chiếc máy kia. Vì sao? Vì lúc nào cũng phải đem máy niệm Phật, lúc nào bên cạnh mình cũng nhắc nhở mình niệm Phật. Quý vị nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì nhiều thứ trong cuộc đời này sẽ không trói buộc được quý vị. Nếu như quý vị nghĩ vào danh lợi, nghĩ vào cái cõi đời này mà lo âu những việc chưa đến thì thôi thua. Cuộc sống của người đặc biệt nhất là ngày hôm nay, phải sống cho thật là tốt. Nên có một đoạn dạy rất hay: an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại này chúng ta được niệm Phật, được nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là hiện tại vui nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó là hiện tại đang tích tụ nguồn năng lượng cao nhất cho chúng ta. Nhớ kỹ, nên mỗi một người chúng ta nhớ Phật, niệm Phật là một phương pháp tuyệt vời để tạo duyên phước thù thắng. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên quý vị nhớ là sau này những ngày thứ bảy chủ nhật, những đức sẽ có cách điều chỉnh. Vì sao? Quý vị coi lúc trước chúng ta ngày thứ bảy chủ nhật khi giải Phật pháp xong, chúng ta còn niệm Phật hoặc lễ Phật. Sau này càng ngày càng đông, càng ngày càng chặt, chúng ta chỉ có chia sẻ Phật pháp. Sau này những đức điều chỉnh lại, khi quý vị về cộng tu, những đức sẽ điều chỉnh làm sao chúng ta có được niệm Phật lễ Phật. Những đức cùng tu chung với quý vị, hướng dẫn đã quá lâu, chia sẻ Phật pháp đã quá nhiều, đến lúc chúng ta có thể nói chuyện vài câu nhắc nhở nhau, hướng dẫn nhau niệm Phật lễ Phật, tặng tượng Phật cho quý vị ở nhà niệm Phật lễ Phật. Lúc nào những đức cũng đặt tượng Phật. Về cộng tu thứ bảy chủ nhật, những đức hướng dẫn quý vị niệm Phật lễ Phật. Rồi những đức cùng tu với quý vị, tu chung với quý vị, ngồi xuống cùng niệm Phật với quý vị, cùng lễ Phật với quý vị luôn. Có nghĩa là có những lúc bản thân mình phải điều chỉnh và nói nhiều rồi, bây giờ đến lúc phải hành trì niệm Phật lễ Phật để đem phương pháp niệm Phật lễ Phật này. Khi quý vị về cộng tu, vì nắm được cái cách niệm Phật lễ Phật này, quý vị về nhà vì có ngôi tam bảo, quý vị niệm Phật lễ Phật tu tập, đây là cái cực kỳ quan trọng. Nên quý vị nhớ cái thờ mật pháp này, pháp môn tịnh độ rất đặc biệt thù thắng. Nên mỗi một Phật tử, mỗi một người trưởng đoàn phải cực kỳ trân quý. Chúng ta cùng hỗ trợ nhau, động viên nhau để chân thật đem cái môn tịnh độ này đưa mạnh lên. Quý vị coi, hiện tại nơi mà hướng dẫn quý vị tu tịnh độ, hiện tại nơi đây là điểm quá mạnh, mạnh nhất. Giống như cây cao thì gió lớn, thiền to sóng lớn quý vị à. Nếu như chúng ta không nhiệt liệt đoàn kết để chân thật đem cái môn tịnh độ này đưa lên riêng lẻ thì tức khắc bị yếu đi, yếu đi thì thất bại. Nên hàng Phật tử, tất cả những người nghe những đức giảng pháp, những vị trưởng đoàn, nhớ kỹ, phải phát động chương trình dẫn người đi niệm Phật lễ Phật. Nhớ kỹ nghe, dẫn người đi niệm Phật lễ Phật ngày thứ bảy chủ nhật, chỉ dạy họ thỉnh tượng Phật đem về nhà thờ để đem cái môn tịnh độ này rải ra từng nhà. Bài chia sẻ Phật pháp này quý vị phải nhớ và chia sẻ bài này rộng ra để cho biết được về sau chùa mình sẽ có sự điều chỉnh. Ngày thứ bảy chủ nhật, những đức sẽ nói chuyện rất ít với quý vị. Rồi xong, những đức sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật lễ Phật. Cái đặc biệt của chúng ta là duy trì được để chỉ dạy quý vị gia đình biết tu tập niệm Phật lễ Phật. Cái này quan trọng lắm quý vị, cực kỳ quan trọng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.